Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Robot cho mọi người. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới việc là làm thế nào để mà tránh việc là khi điều khiển Bluetooth cho Bluetooth đây, cái điện thoại Android của mình đây, cho con robot thì tránh cái việc nó bị ngáo. Thì đầu tiên là cái nguyên tắc là tại sao nó bị ngáo, đó là khi mà có các cái rung động trên cơ thể robot thì các cái tín hiệu điện trên Bluetooth bị ngắt, và do như vậy là cái điện thoại nó gửi đến Bluetooth tín hiệu nó bị không đầy đủ, và do vậy là nó hơi hiểu lầm và gây nhiễu. Ok, vấn đề được giải quyết như thế nào? Đầu tiên á là các cái bộ phận liên quan đến nguồn cần phải được cố định. Ở đây thì mình dùng một cái mút để mà cố định lại công tắc. Cái phần công tắc này nhiều khi nó chỉ đơn giản là vì nó húc và làm rung công tắc, khiến cho là cái kết nối nguồn của công tắc này nó không được đều và ổn định. Do đó thì tốt nhất là hàn hai cái chân công tắc này vào và buộc công tắc thật là chắc chắn vào một cái điểm như thế này. Ok, tiếp theo đó là đến cái con HC05 hoặc HC06 mà các bạn đang sử dụng. Ở đây thì mình dùng dây thít cũng buộc vào cái lại xốp mút này để cho mọi cái rung động bị triệt tiêu, và sau đó là phải cắm dây thật chắc. Ở đây thêm một cái yếu tố cộng vào nữa, đấy là mình sử dụng một cái dây thít nữa. Như các bạn có thể thấy ở đây, dây thít này thì được sử dụng là để thít các cái dây. Các cái dây này là các cái dây bên trái thì là dây dương nhá, dây 5V, và các dây bên phải là dây ground. Ok, làm như vậy chỉ để đơn giản là mình đảm bảo là khi mà robot nó hút vào tường ấy thì nó sẽ vẫn giữ được nguyên các cái đường truyền nguồn của nó và các cái kết nối tín hiệu. Ok, hướng dẫn hôm nay như vậy thôi. Chúc các bạn làm robot thật vui và có nhiều phát minh sáng chế trong tương lai. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.